Xin hân hoan chào đón các em học sinh đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Nguyễn Hoàng Anh Thư. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài tập đọc lớp 4 mang tên Vẽ trứng. Cô mời các em hãy quan sát hình ảnh sau đây. Đây chính là hình ảnh của danh họa người Italia Leonardo da Vinci. Ông sinh năm 1452 và mất vào năm 1519. Ông là kỹ sư, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, nhà bác học đa tài của thời đại phục hưng. Vậy các em có biết không, để đạt được những thành quả như hiện nay, ông đã trải qua một quá trình khổ luyện từ lúc nhỏ. Vậy quá trình ấy diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập đọc vẽ trứng nhé các em. Đây chính là bài tập đọc vẽ trứng. Bài tập đọc này chúng ta sẽ chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất, từ ngay từ nhỏ cho đến có thể vẽ được như ý. Và đoạn thứ hai, từ Leonardo cho đến thời đại phục hưng. Bây giờ các em hãy đọc thầm đoạn 1 đi nhé. Sau khi đọc thầm đoạn 1, chúng ta thấy được rằng Leonardo da Vinci ngay từ nhỏ đã rất thích vẽ. Vì vậy, bố của ông đã cho đi đến danh họa nổi tiếng là Verrocchio để học vẽ. Nhưng các em có biết không, mấy ngày đầu tiên thầy chỉ cho Leonardo vẽ trứng. Vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, đến nỗi cậu đã tỏ ra chán ngán. Lúc bấy giờ, thầy đã nói như sau: vẽ trứng không hề dễ. Phải khổ công mới vẽ được đúng hình dáng, bởi trong 1.000 quả trứng không có đến 2 quả có thể hình dáng giống nhau. Và thầy còn nói được rằng tập vẽ trứng nhiều lần sẽ giúp cho quan sát vật tỉ mỉ, miêu tả trên giấy một cách chính xác và vẽ cái gì cũng như ý. Các em thấy đấy, những lời tâm sự của thầy cho chúng ta thấy được rằng đó chính là lý do thầy Verrocchio đã cho học trò vẽ trứng. Vậy chúng ta cùng nhắc lại, thầy Verrocchio cho học trò vẽ trứng để làm gì? À, đây chính là những câu nói mà thầy đã nói với Leonardo da Vinci đó các em ạ. Có nghĩa là thầy muốn rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại của cậu bé, cũng như muốn cậu bé phải khổ công rèn luyện thì mới đạt được kết quả như mong muốn. Như vậy, đoạn thứ nhất vừa rồi cho chúng ta biết sự khổ công rèn luyện của Leonardo da Vinci, cũng như biết được mục đích thầy Verrocchio bắt cậu phải vẽ trứng đúng không nào các em. Nhờ có điều đó mà Leonardo da Vinci đã khổ công rèn luyện và đạt được những thành tựu như mong muốn. Vậy các em hãy cho cô biết Leonardo da Vinci thành đạt như thế nào? À, đọc thầm đoạn 2, chúng ta có thể nhận biết được rằng Leonardo đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất. Kiệt xuất chính là có tài năng giá trị nổi bật. Ngoài ra, các tác phẩm của ông được trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới. Đây chính là một số tác phẩm của Leonardo da Vinci. Chúng ta thấy rất là đẹp và độc đáo phải không nào các em? Các em có biết không, ngoài ra Leonardo da Vinci còn là nhà điêu khắc, nhà kiến trúc sư, kỹ sư, nhà bác học nổi tiếng của thời đại phục hưng. Thời đại phục hưng tức là thời kỳ có những tiến bộ vượt bậc về văn hóa, khoa học, kinh tế, xã hội ở châu Âu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Như vậy, qua bài tập đọc này chúng ta thấy được rằng nguyên nhân khiến cho Leonardo da Vinci trở thành người họa sĩ nổi tiếng đó chính là ông rất ham thích học vẽ và đã có tài bẩm sinh. Ngoài ra, ông gặp được một người thầy có tài giỏi tận tình dạy bảo, và hơn hết đó chính là ông rất miệt mài khổ luyện. Khổ luyện chính là dày công luyện tập không nề hà vất vả. Qua bài tập đọc này chúng ta thấy được rằng nội dung chính của bài là ca ngợi sự khổ công rèn luyện của Leonardo da Vinci. Nhờ đó ông trở thành danh họa nổi tiếng và đạt được những thành tựu to lớn như vừa nãy chúng ta đã nêu phải không nào các em? Như vậy, qua bài tập đọc này chúng ta thấy được điều gì nào? Để có được những thành công như mong muốn, chúng ta phải trải qua một quá trình gian nan cực khổ. Nếu như chúng ta có thể vượt qua những điều đó, chúng ta sẽ có thể thành công. Chúng ta hãy nhìn tấm gương của Leonardo da Vinci để chúng ta noi theo và thực hiện nhé. Hy vọng rằng bài học này đã mang đến cho các em nhiều kiến thức thật bổ ích.
Cô chúc các em học nhanh, nhớ lâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.